Mẫu kệ TV Hoàng Gia, một trong những mẫu kệ đang được rất nhiều gia đình lựa chọn sử dụng trong thời gian gần đây. Kệ TV Hoàng Gia được thiết kế với 4 ngăn kéo chia đều cho hai bên, ở giữa là một cái khoang tủ lớn với cánh là phần gỗ nguyên khối luôn. Đây, các bác có thể thấy phần cánh này là nguyên khối nhé. Đây, cả một cái tấm cánh như này rất chi là dày dặn, như được làm một tấm gỗ liền này, nguyên khối này, rất là to. Đó. Cái độ đóng cánh lại sẽ tạo thành một bức tranh, đấy, một họa tiết hoa lá tây rất là đẹp. Hai bên thì đều được chạm trổ những cái họa tiết hoa lá tây rất là to. Đây, ngăn kéo thì đều làm liền khối này, rất chi là dày dặn. Ngăn kéo này đều xẻ 5 phân, sau bắt đầu vén xuống dần đó để anh chị em tham khảo. Đây, phần ngăn kéo này cực kỳ to. Phần mặt bên trên thì có phần khung tranh bao quanh. Khung tranh này bao quanh thì bên Phạm Gia làm dày là 5 phân. Khung tranh bao quanh đó, ván ở giữa. Đây là một chiếc kệ hàng đặt theo yêu cầu của một vị khách đến từ Bình Dương. Lô kệ này tổng nó có 4 chiếc. Hiện tại em mang một chiếc ra ngoài trời để quay để các bác tham khảo cái mẫu kệ TV Hoàng Gia này này. Nó đặc biệt hơn các cái kệ TV thông thường trên thị trường. Thì từ cái phần cánh, từ phần khuôn tranh đến các phần chân cột, đây các bác có thể thấy ngay cái phần chân này. Nguyên cả một cái dàn chân này là một khối gỗ liền, không hề chấp ghép liền. Đây, từ cái phần khuôn tranh đến kịch đế luôn. Đấy, là một khối liền nhé. Chạm trổ rất là cẩn thận. Yếm thì là vén cong, tất cả yếm này là vén cong. Đấy, sẽ tạo nên một cái điểm nhấn hơn cho sản phẩm rất là nhiều so với sản phẩm kệ thẳng thì nó người ta không để đường cong mềm mại như này. Cong theo mặt khuôn tranh. Khuôn tranh cong nên yếm nó không cong. Đây là một trong 4 chiếc kệ TV sản xuất theo yêu cầu của một vị khách đến từ Bình Dương. Đây em sẽ quay 3 chiếc còn lại để các bác tham khảo. Cái lô hàng này thì Phạm Gia làm là 4 chiếc kệ TV Hoàng Gia. Đều làm từ chất liệu là gỗ hương đá tự nhiên, 100% gỗ hương đá. Cả 4 chiếc. Tất cả đều là gỗ hương nhé. Và lô kệ này khác cái kệ thông thường, dày dặn hơn. Ván mặt dày 1,5 cm. Toàn bộ cái ván mặt này là dày 1,5 cm, là đúng theo kiểu hàng đặt. Cái phần cánh bên trong này, đây các bác thấy cánh này là ván liền này. À, bản lề là bản lề xịn nhé. Bản lề này, tất cả bản lề BM, bản lề xịn hết. Làm hoàn thiện là trong ngoài như nhau. Đây em để trong xưởng nó bụi. Hoàn thiện là trong ngoài như nhau hết đấy. Để anh chị em cùng chiêm ngưỡng. Cái sản phẩm hàng đặt nó sẽ khác rất nhiều so với hàng chợ làm kỹ càng. Lọc lựa gỗ, hoàn thiện trong ngoài như nhau hết. Cả một lô kệ này, chiếc nào cũng vậy.